Và chúng tôi cũng xin cảm ơn quý khán giả vẫn đang dự hệ thống băng tần VNTV và vẫn đang xem chương trình Điểm tin của buổi sáng ngày thứ ba. Và chương trình này cũng hân hạnh được bảo trợ bởi tiệm vàng Mai Ly với các loại vàng bạc nữ trang và trang sức và những shipping đến tận nhà quý vị với các loại thẻ Visa Mastercard. Xin hãy đón xem chương trình live show trực tiếp của Mai Ly trên hệ thống băng tần VNTV cũng như là trên kênh YouTube Mai Ly Diamond Show vào mỗi thứ ba hàng tuần từ 1 giờ cho đến 3 giờ trưa để chọn lựa ra những sản phẩm mà quý vị yêu thích. Xin kính mời. Chúng tôi xin phép quay trở lại phần điểm tin. Thưa quý vị, lại một tin về Ukraine đó, nhưng mà cái vấn đề này liên hệ tới Ả Rập, tức là chúng ta gọi là Ả Rập đó. Thưa quý vị, bây giờ trong cái trận chiến này nó làm cho những cái nguồn tiếp liệu về lương thực thực phẩm cũng như là xăng dầu đó bị trên toàn thế giới, chứ không phải nước Mỹ, không phải riêng Ukraine, không phải nước Nga, không phải Âu Châu, toàn thế giới luôn, làm ảnh hưởng toàn cầu luôn. Thưa quý vị, một trận chiến là phải nói là cực kỳ là hung bạo, đã tấn công vào đất nước Ukraine, làm cho thế giới Ả Rập bây giờ cũng đang là chơi với về vấn đề là không có cung cấp được thực phẩm. Beirut chúng ta biết là Beirut là một cái thủ đô phải nói là lâu đời cổ kính của bên giới Ả Rập, mà bây giờ thì những người mà Beirut này là đang than thở, bây giờ không có mấy người mà ăn nữa. Chúng ta thấy hình ảnh một người bây giờ không phải phương tiện mà xe hơi chở nữa, mà bây giờ là xe đạp, mà trước thì đâu ở mì nhiệt độ trên đầu qua nhiều ở mì nữa đi giao từng nhà. Thưa quý vị, vì giá cả nó lên cho nên nghĩa là vật liệu thiếu thốn, và người dân ở các nước Ả Rập này bây giờ cũng đang phải nghĩa là chịu đựng những sự khó khăn gian khổ trong vấn đề thiếu lương thực thực phẩm. Thưa quý vị, thật sự đây là một cái việc làm phải nói, chúng tôi nói đi nói lại, dùng xin lỗi quý vị, chúng tôi dùng cái danh từ rất nặng nỗi để chỉ Putin, nhưng mà không thể nào mà kìm được khi mà cái tình cảm của chúng tôi nghĩ là cả thế giới bây giờ đang bị hoảng loạn vì một cái tên điên rồ là tự dưng dùng súng đạn hỏa tiễn hoặc tối tân để mà bắn phá vào một đất nước láng giềng mà giết những người dân vô tội vạ, bắn cả vào nhà hát lớn, bắn vào trường học, bắn vào nhà thương, bắn vào viện sản pha sản xe, nghĩa là bắn luôn luôn ta la chứ không còn chừa một địa điểm nào không bắn. Bây giờ đang chuẩn bị tiêu diệt cái lực lượng quân đội của Ukraine ở phía đông. Chúng tôi vừa thưa quý vị, thật sự đó là một hành động cực kỳ không thể nào chấp nhận được. Thưa quý vị, bây giờ thì ở Lebanon, Iraq, ở Syria, Sudan, ở Yemen, hàng triệu người bây giờ đang là phải vất vả về vấn đề mà không có lương thực thực phẩm, mà tại vì tiền bạc tự nhiên mất giá hết trơn rồi. Đó là một cái hậu quả không thể tránh được trong một cuộc chiến tranh vô nhân đạo này. Dạ, và cái bản tin mà chúng tôi cũng gửi cho cập nhật sau khi mà cái chiến sự đã diễn ra, coi như là Nga đã cho quân đánh chiếm vào Ukraine, thì mới đây là Ukraine cho biết rằng là cập nhật cho thấy rằng là đã thiệt hại lên đến là 564.9 tỷ Mỹ kim, là đã sau hơn một tháng mà coi như là Nga xâm lược. Thì Bộ trưởng Kinh tế của Ukraine là Julia Svitrytenko đã cho biết rằng là Nga xâm lăng Ukraine đã thiệt hại là 119 tỷ Mỹ kim về cơ sở hạ tầng. GDP của Ukraine cũng đã sụt giảm là 112 tỷ Mỹ kim và 90.5 tỷ Mỹ kim thiệt hại của những cư dân, trong đó có 10 triệu mét vuông nhà cửa, 200.000 ô tô và vấn đề bằng lương thực cho khoảng 5 triệu người dân. Và những cái thiệt hại gây ra cho các doanh nghiệp và các tổ chức và lên đến 80 tỷ Mỹ kim. Và cái vấn đề đầu tư trực tiếp vào kinh tế, nền kinh tế của Ukraine cũng đã thiệt hại đến 54 tỷ. Và ngân sách nhà nước cũng tổn thất là 48 tỷ. Rất là kinh khủng. Và theo như là Bộ trưởng cho biết rằng đây là một những cái số liệu được thay đổi hàng ngày và đã không ngừng mà tăng lên như vậy. Thì Ukraine cũng sẽ tìm mọi cách để bắt Nga phải bồi thường cái vấn đề này thông qua cái vấn đề kiện tụng và tiếp cận với những cái tài sản của Nga đang bị đóng băng. Thì Bộ Kinh tế của Nga, của Ukraine cũng đã tính toán những cái thiệt hại mà GDP do cái vấn đề mà xâm lăng của Nga bắt đầu kể từ đầu tháng 4 này. Và những cái người đứng đầu cố vấn cho chính phủ của Ukraine cũng cho biết rằng là cái ước tính mà cái vấn đề mà xâm lăng của Nga vào tháng trước đã khiến thiệt hại là khoảng 100 tỷ Mỹ kim thôi. Thì bây giờ nó đã tăng lên con số là kinh khủng, là lên đến là 564.9 tỷ Mỹ kim như vậy. Thì đây là Liên Hợp Quốc cũng cho biết rằng sau khi mà Nga đã dùng cái vũ lực để mà xâm chiếm Ukraine cho tới hiện tại bây giờ, thì đã có hơn là 3.800.000 người của Ukraine cũng đã phải sơ tán ra khỏi đất nước, và 6.500.000 người cũng phải rời bỏ tất cả nhà cửa trên Ukraine để mà coi như là bỏ đất đi hết. Thì đây là một trong những cái mất mát tổn hại cho Ukraine rất là nhiều. Thì chúng tôi sẽ theo dõi và cập nhật tiếp theo. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin tạm ngừng cái tin Ukraine với lại Nga sau, và trở sang cái tin Israel.
Thưa quý vị, mới đây chúng ta cứ tưởng là cái lực lượng mà ISIS, khủng bố ISIS đã bị tiêu diệt toàn bộ, nhưng mà không ngờ nó vẫn còn sống sót lai rai. Và mới đây một tên khủng bố của ISIS đã bắn chết hai người Israel, hai người cảnh sát, và nó làm bị thương một số người khác. Thưa quý vị, chúng nó mặc đồ Ả Rập và nó bắn chết vào mấy người cảnh sát, lúc bây giờ không bất ngờ. Thì đây là một cái hành vi phải nói là khủng bố trắng trợn nữa, chứng tỏ sự hiện diện của ISIS vẫn còn trên mặt đất này. Chưa có hết thì đặc biệt là trong cái vụ khủng bố này á, là những người dân lương thiện của Israel hay là những người mà Ả Rập đang chờ làm gì, chờ cái ngày tháng Ramadan, cái tháng ăn chay. Thưa quý vị, tháng ăn chay cái là của người Muslim á. Cái ngày Ramadan là tất cả người chỉ được ăn có một bữa một ngày thôi, và kiêng cữ đủ thứ hết. Thành ra đây là cái hành động về phỉ báng luôn cả tôn giáo luôn, làm cho những người mà đi theo đạo Hồi giáo cũng phải nói rằng là không thể chấp nhận được. Thưa quý vị, và mới đây thì coi như là Liên minh cũng đã chung tay với lại cả các nước phương Tây để mà có thể gọi là kêu gọi dừng một cái gọi hồ chứa vàng. Thật coi như là Liên minh châu Âu cũng đã nói thúc giục những cái thành viên trong cái khối của họ là dừng chương trình mà cấp quyền công dân cho tất cả những cái nhà đầu tư nước ngoài, và đồng thời cũng đang tìm cách để mà tước những cái hộ chiếu của người Nga cũng như là người Belarus đang bị trừng phạt như vậy. Thì theo như là Ủy viên Tư pháp của Ủy ban châu Âu đã nói rằng là cái giá trị châu Âu không phải đem ra để mà bán, và cái vấn đề mà bán quốc tịch mà thông qua cái hộ chiếu vàng, đây là một trong những cái vấn đề bất hợp pháp theo luật của Liên minh châu Âu. Và đây là một trong những cái chương trình gọi là giống như là một hình thức bán quyền công dân. Vì khi mà đưa ra cái hộ chiếu vàng là trao quyền cho những người nước ngoài dựa trên mà cái số tiền họ đã đầu tư vào. Ví dụ giống như một người nước ngoài có thể cư trú tại Bulgaria khi mà họ đầu tư tối thiểu là 500.000 euro, là tương đương khoảng là 570.000 Mỹ Kim, thì sẽ được trao quyền công dân nếu đầu tư là 1 triệu euro. Thì đây là một trong những cái vấn đề mà châu Âu đã nỗ lực rất nhiều để nhằm thu hẹp và điều chỉnh về cái ngành công nghiệp thị thực quốc tịch trị giá lên đến hàng tỷ Mỹ Kim, vốn từ lâu mà Liên minh châu Âu cũng đã bị xem là nếu mà để cho nhiều quá thì sẽ gây ra một cái sự mất an ninh đối với nước của họ. Thì một số công dân của Nga và Belarus, đây là một trong những đối tượng sẽ bị lệnh trừng phạt, hay là những người này ủng hộ cho cái vấn đề mà Nga xâm lăng Ukraine thì có thể sẽ bị tước cái quốc tịch của Liên minh châu Âu, hoặc là tước cái quyền tiếp cận Liên minh châu Âu, ngay cả cái quyền tự do đi lại trong cái khối Schengen, là trong cái khối cho mười mấy nước của châu Âu, theo như là cái thông cáo của Liên minh châu Âu cho biết. Thì khi mà cái vấn đề này tước thì cái chương trình mà cứ gọi là hộ chiếu vàng thì gồm có những nước có thể tham gia như Malta, Cyprus và Bulgaria đều nói rằng là cam kết sẽ chấm dứt để mà có thể mà tước những cái hộ chiếu của Nga và Belarus vào này này. Thì Malta vào tháng trước cũng đã nói rằng là thông báo ngừng cấp những cái hộ chiếu cho Nga với Belarus rồi. Thì chúng tôi cũng sẽ theo dõi và tiếp tục cập nhật. Thưa quý vị, thật là tội nghiệp cho nhân loại trong thời buổi này mà có rất là nhiều người dân tộc, nhiều dân tộc đã bị đàn áp một cách dã man, chẳng hạn như là cái dân tộc Afghanistan. Thưa quý vị, mới đây đó là Taliban đã nuốt lời hứa của họ, khi mà họ đã hứa là họ sẽ bảo vệ cái quyền lợi của nữ phụ nữ, nhưng mà thật sự ra bây giờ thì nó lại trở lại một cái vấn đề nghiêm ngặt như trước nữa. Thưa quý vị, đó là cái nhóm mà hardline, là cái nhóm mà kêu là cực kỳ cực đoan, nó ra lệnh mới đây đó là phụ nữ không có được đi học sau lớp 6, tới lớp 6 phải ngưng ở nhà để lấy chồng đẻ con nữa. Và đấy là một cái hành động rất là vô nhân đạo, thưa quý vị. Thứ hai nữa là những người đàn bà không có được lên máy bay mà khi không có chồng đi theo. Rồi đàn ông và đàn bà chỉ có thể đi vào những cái public park, những cái nơi công cộng đó, là trong những ngày riêng biệt với nhau, và không được dùng trong cái không được dùng telephone trong cái những trường đại học. Thế là học bây giờ cho đàn ông thôi, không cho đàn bà nữa, không cho con gái, trung học không có luôn. Đây là một cái sự kỳ thị vừa nãy là cực kỳ và vô nhân đạo, nó là tội nghiệp cho người dân Afghanistan này, không biết làm sao. Trong thế giới hiện tại là có nhiều cái dân tộc cũng bị nghĩa là chính quyền đày đọa, chẳng hạn như là dân tộc Việt Nam vậy. Chẳng bây giờ thì những người mà Việt Nam bây giờ cũng phải chấp nhận và chịu sống với cái sự đàn áp về chính trị của nhà cầm quyền cộng sản, nó không cách gì mà chống phá được. Thưa quý vị, còn lại thì như Taliban cũng vậy đó, bây giờ thì nhà cầm quyền ra lệnh như vậy là phải nghe thôi, không nghe là bắt, là bắn, là xử ở tù. Rồi
dân Nga cũng thế, thưa quý vị, dân Nga cũng vậy, nghĩa là bây giờ dân Nga cái là cũng đói khổ triền miên, có những người đi về nước Nga thăm, bây giờ ta không nhận là nước Nga đó, tại vì ở ngoài những thành phố huy hoàng tráng lệ bề ngoài rất là đẹp đẽ, nhưng mà người dân sống khốn khổ khốn nạn luôn, tại vì cũng thiếu thốn đủ thứ hết, nhưng mà phải vẫn phải làm vui lòng nhà chính quyền sở tại, nếu không có thể bị bắt, bị bắn, bị giết, thưa quý vị. Đó là ba cái dân tộc bây giờ rất là khổ ở trên mặt đất này. Dạ, và chúng tôi cũng cập nhật một cái bản tin, chúng ta thấy rằng là trong cái suốt cái thời gian qua khi mà Nga đã đổ quân qua xâm lăng Ukraine thì Trung Quốc khẳng định rằng là vẫn duy trì một cái mối quan hệ kinh tế và thương mại bình thường đối với Nga và từ chối là lên án cái hành động của Nga là cái vấn đề xâm lăng, mà chỉ dùng đây là một trong những cái vấn đề gọi là cái vấn đề mà coi như là lệnh cấm vận của Nga. Thì coi như là Bắc Kinh rất lo ngại rằng là những cái công ty của Trung Quốc vi phạm về những cái lệnh cấm của vận khi mà cả phương Tây cũng như Hoa Kỳ đã bắt tay vào để mà trừng phạt Nga do cái vấn đề xâm lăng này, và bắt đầu lên tiếng là hối thúc những cái công ty nên cẩn trọng đối với những cái dự án mà Nga đã đầu tư tại đây. Thì Nga chúng ta thấy rằng là một trong những cái quốc gia cung cấp dầu mỏ rất là đứng thứ nhì và khí đốt nhiều thứ ba cho cả Trung Quốc luôn. Thì khi mà cái vấn đề này xảy ra thì coi Sinopec, đây là một trong những cái công ty hóa chất và dầu khí của nhà nước Trung Quốc, đã ngừng về đàm phán cái vấn đề mà nhà máy hòa dầu hỏa lên đến nửa tỷ đô la tại Nga để mà tiếp khí đốt cho Nga trong cái thời điểm hiện tại. Thì coi như là do là về về lo sợ là cái lệnh cấm vận này, thì coi như là Trung Quốc không làm về cái vấn đề này nữa. Thì chúng tôi cũng sẽ theo dõi cái tin này để mà gửi và cập nhật cho quý vị được rõ thêm. Thưa quý vị, ở trên thế giới Mỹ này cũng có nhiều cái sự kiện rất là lạ lùng, thưa quý vị, và người ta cũng có thể biết rằng đó là do sự tự do quá trớn của người Mỹ. Thì mới đây ở Panama City Beach ở Florida đó, một cái nhóm những người gọi là những người tập trung biểu tình, những gọi là Spring Break, tức là đó đó là cái một cái không phải tập tục, một cái chuyện người ta hay làm, nó Spring Break, người ta hay họp mặt là ăn nhậu thoải trí mà biến thành quậy phá. Thì các vị, thì ở Florida này cái vấn đề là làm cho một số những người làm ăn thương mại ở đây đã bị rất là vất vả vì phải đóng cửa. Hiện nay bây giờ thì cảnh sát và những người nhân viên an ninh ở B County Florida đã nói là tất cả họ muốn tất cả các tiệm tiệm bán này phải đóng cửa trên một cái đoạn đường nào đó, chúng tôi cũng không được rõ về cái địa thế này, nhưng mà cấm tuyệt đối tất cả những người nào mà thanh niên đi ra ngoài để mà tập hợp nhau ca hát, tại vì mới đây là có một cái thanh niên Alabama đã bắn ở trong bị bắn 21 tuổi, bắn trong cái vụ mà cái là suốt đường cách là vui chơi như thế này, thưa quý vị. Đó là người ta gọi là Rowdy Spring Break, tức là những cái nhóm tức là những cái nhóm tụ họp nghĩa là ăn chơi vui đùa và phẻ khách sạn, nên là thành ra cứ đập phá cái cửa hàng người khác. Do đó thì bây giờ một số cửa hàng phải đóng cửa để tránh cái trường hợp mà bị người tai họa bởi nhóm này, thưa quý vị. Thì dĩ nhiên là trong một vài ngày thôi, tình hình đâu vào đó sẽ đâu vào đó, tại vì lực lượng an ninh cảnh sát đã được bày ra dằng dặc để mà cản trở tất cả cuộc họp bất hợp pháp này, thưa quý vị.